Hết Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng tới nghệ sĩ Trịnh Kim Chi ngồi im cũng trúng đạn, được bà Phương Hằng khiêu chiến trong livestream. Những thông tin xoay quanh bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Dũng Lọ Vôi gần đây nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trong livestream ngày 5 tháng 5 vừa qua, bà giải thích về việc mình liên tục phát sóng trực tiếp, tương tác với người dùng mạng và có nhắc tới các nghệ sĩ Việt là bởi bà không muốn vụ việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo bị mọi người quên đi. Bà khẳng định khi nào nhận được lời thừa nhận lỗi sai từ ông Yên thì sẽ ngừng hoạt động này. Tuy khẳng định nhắc tên các nghệ sĩ chỉ là yếu tố phụ cho mục tiêu của mình, nhưng bà Phương Hằng lại tận dụng yếu tố này đến mức nhiều người xem ngao ngán lắc đầu. Trước đó, phu nhân của đại gia khu du lịch Đại Nam đã từng nhắc tới nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người mẫu Trang Khàn, và mới đây nghệ sĩ Trịnh Kim Chi ngồi im cũng trúng đạn. Trước tiên, bà không ngại nhắc tới việc nhiều nghệ sĩ tự tung hô mình quá, không trân trọng khán giả, mắc bệnh ngôi sao. Bà thẳng thắn: "Tôi nghĩ bài học cho tất cả chúng ta là đừng bao giờ tung hô ai quá đáng, vì nghề nào cũng là nghề. Chẳng có gì cao quý ở đây hết, mối quan hệ win-win hết, người bán kẻ mua. Một số anh chị nghệ sĩ đừng có thường thiên hạ, công chúng quá đáng rồi vung ra những lời thua cả chợ rời nữa. Đấy, vừa rồi tôi lên tiếng về một số nghệ sĩ đấy, sao không ai lao vào đánh tôi hết, cũng coi mặt nhìn người mãn hiếp đúng không? Trên đời này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi này cao có núi khác cao hơn, không gì qua được lối sống đạo đức tử tế hết, nghệ sĩ sống với khán giả, những người nuôi sống mình mà không trân trọng họ thì làm sao tồn tại được. Lời ca tiếng hát vô thường lắm, mai bệnh sao hát nổi, nghề này bạc bẽo lắm. Vì vậy nghệ sĩ phải tôn trọng khán giả, may mắn có chút tiếng tăm thì phải trân trọng khán giả, để sau này không làm nghề được nữa, người ta còn thương mình." Sau đó chính miệng bà Nguyễn Phương Hằng đích thân nhắc tới tên nghệ sĩ Trịnh Kim Chi. Thực tế nghệ sĩ này từng lên tiếng nói với bà Phương Hằng đã đụng vào ổ kiến lửa, vì không cớ lại gọi tên một loạt nghệ sĩ đình đám vào vụ lùm xùm mà giữa vợ chồng bà với ông Võ Hoàng Yên. Vì thế bà Phương Hằng đã gay gắt dàn mặt lại: "Một số nghệ sĩ sau này tôi thấy tự tung hô nhau nhiều quá, ai cũng có đời tư riêng, thơm tho gì đâu mà hù dọa, kéo bè kéo lũ tới dọa người ta. Các anh chị nghệ sĩ hạ xuống một chút đi, mình cũng làm việc như người ta, cao sang hơn người ta gì đâu." Đấy, Trịnh Kim Chi xưng hùng xưng bá, tự cho mình là ổ kiến lửa, rồi đã làm được gì tôi chưa. Trời ơi, ổ kiến lửa Trịnh Kim Chi bữa nay còn đi ứng cử hội đồng phó chủ tịch hội sân khấu. Trịnh Kim Chi nói tôi đụng tới nghệ sĩ là đụng ổ kiến lửa. Đấy, tôi nói chửi cho tắt bếp sạch mặt, giờ lại còn đòi ra ứng cử hội đồng. Tôi không biết sợ ai đâu, đừng thách đấu với tôi. Tôi chỉ là một doanh nhân bình thường, không phải MC, diễn viên, ca sĩ, kịch sĩ gì hết, nên có sao nói đấy. Livestream của bà Hằng gần đây đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin của Chuyện Của Sao. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.